Xin thân ái kính chào tất cả cô chú anh chị em đến với bài học kinh thánh hàng ngày. Hôm nay chúng ta sẽ cùng học bài của ngày 12 tháng 5 năm 2024 với đề tài đó là tôn kính cha mẹ. Xin chúng ta cùng cầu nguyện trước khi học. Chúng ta cúi đầu kính lạy Chúa để Chúa trời kính yêu của chúng con. Tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con cuộc sống ở trên đất này qua cha mẹ của chúng con. Tạ ơn Chúa vì Ngài luôn yêu thương chúng con và Ngài muốn chúng con sống đẹp ý Ngài. Cho nên Chúa dẫn dắt chúng con ở trong lời của Chúa. Giờ đây xin Chúa ngài ở cùng chúng con giúp cho chúng con hiểu được bài của ngày hôm nay. Chúng con cảm ơn Chúa và chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Phần kinh thánh của chúng ta ngày hôm nay ở trong Ephesos đoạn 6 câu 1 đến câu 3. Hỡi kẻ làm con cái, Hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi, ấy là điều răn thứ nhất có một lời hứa nói theo: Hầu cho ngươi được phước và sống lâu ở trên đất. Dạ. Chúng ta cùng xem phần bài học. Câu ghi nhớ, à, câu 1 và câu 2. Hãy kể làm con cái hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa vì điều đó là phải lắm. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi. Câu hỏi suy gẫm. Tại sao con dân Chúa phải tôn kính cha mẹ? Tôn kính cha mẹ theo lời Chúa dạy có ý nghĩa như thế nào và được bày tỏ ra sao? Bạn bày tỏ lòng kính sợ Chúa qua việc tôn kính cha mẹ như thế nào? Tôn kính cha mẹ là một mệnh lệnh của Đức Chúa Trời, đòi hỏi con dân của Ngài phải thực hiện. Sư Đồ Phô Lô nhắc lại điều răng thứ 5 trong 10 điều răng mà Chúa ban cho dân Ngài. Ở trong sách ê thư ký đoạn 20 câu 1 câu 17. Thứ nhất, lòng tôn kính cha mẹ được bày tỏ qua sự vâng phục cha mẹ mình trong Chúa. Điều răn tôn kính cha mẹ được truyền cho tuyển dân của Chúa và đặt sau bốn điều răn kính Chúa. Vì vậy, không thể tách rời sự tôn kính cha mẹ với sự kính sợ Đức Chúa Trời. Nói cách khác, vâng lời Chúa phải được đặt ở vị trí cao nhất và văn lời cha mẹ phải đặt trong nền tảng vân theo luật pháp chúa thứ hai từ tôn kính trong nguyên nghĩa hy lạp là giá trị hay danh dự như vậy sự tôn kính cha mẹ có nghĩa là con cái phải sống thế nào để cha mẹ được người khác tôn trọng và sống để mang lại danh dự tự hào cho cha mẹ cuối cùng con cái tôn kính cha mẹ là điều đẹp lòng chúa chắc chắn sẽ được chúa ban phước trong phúc âm Matthew đoạn 15 câu 4 đến câu 7, Chúa Giêsu đã gọi những người nói rằng những điều mà tôi có thể giúp cha mẹ đã dâng cho Đức Chúa Trời rồi thì người ấy không phải được, không phải là người hiếu kính cha mẹ. Là những cái giá hình. Như vậy, không một người nào hay một lý do nào được loại trừ bổn phận tôn kính cha mẹ. Đây không chỉ là nghĩa vụ và trách nhiệm của người làm con mà cũng bày tỏ lòng kính sợ Chúa. Sự tôn kính được bày tỏ có thể khác nhau theo văn hóa của mỗi dân tộc, bối cảnh xã hội và hoàn cảnh của mỗi gia đình hay cá nhân. Nhưng con nhân Chúa phải nghiêm túc thực hiện. Trong ngày hiếu kính cha mẹ năm nay, mỗi chúng ta hãy xét lại lòng mình đã làm sáng danh Chúa như thế nào qua việc tôn kính cha mẹ. Về phương diện tâm linh, chúng ta có cầu nguyện giúp đỡ cha mẹ vững niềm tin ở nơi Chúa và niềm vui trong sự thông công với Hội Thánh chưa? Về mặt tinh thần, đời sống chúng ta có mang lại niềm vui, sự tôn trọng cho cha mẹ không? Về phương diện vật chất, chúng ta đã quan tâm giúp đỡ chăm sóc cha mẹ hết lòng chưa? Hãy cầu nguyện cho cha mẹ thật nhiều, yêu thương thật nhiều, kiên nhẫn thật nhiều khi Chúa cho chúng ta còn cơ hội. Đừng tính thiệt hơn với nhau, vì Chúa luôn biết những việc làm của mỗi chúng ta và chắc chắn Chúa sẽ ban phước cho chúng ta như lời Chúa hứa. Câu hỏi, bạn thực hiện điều gì để bày tỏ lòng tôn kính cha mẹ ngay hôm nay. Dạ. Nhắc đến uh, tôn kính cha mẹ này, uh, lời có một số tâm tình uh, với những cô chú anh chị em uh, ở trong Chúa, chúng ta hãy cảm ơn Chúa vì nếu như Chúa cho chúng ta còn cha mẹ, ông bà, hãy bày tỏ lòng tôn kính của chúng ta, giống như là uh, bây giờ khi mà ba của lợi về với Chúa rồi thì bây giờ có muốn làm một cái điều gì nữa cho ba của mình cũng không được còn má là gì gọi bằng má thì bây giờ mới ý thức được nhiều lắm rằng khi má lớn tuổi rồi thời gian ở với con cháu cũng không còn nhiều cho nên cũng mong ước sẽ làm những cái điều tốt bù đắp lại cho những cái sự hy sinh của người mẹ dành cho mình và đối lại rất là tiếc là có những người không tin Chúa thì không có nghe cái bài học này. Bởi vì đâu đó ở ngoài đời nó đang có cái tiêu chuẩn khác chúng ta thấy đó là như hôm trước nói về việc văn theo luật của Chúa thì lại có nói đó là luật ở đời đó, họ lấy từ trong luật của Chúa ra. Nhưng mà vì không thể làm trọn theo luật của Chúa, cho nên họ chỉ lấy một phần rồi đặt cái đó làm tiêu chuẩn và chúng ta cũng biết rằng satan kẻ luôn chống lại chúa nó cũng sử dụng một phần đó để lừa dối nữa tại sao lại muốn mở rộng điều này là bởi vì ở người không có biết chúa không biết đến kinh thánh thì xét đến cái tiêu chuẩn đó là phải làm đám dỗ phải cúng cha mẹ khi cha mẹ qua đời thì mới là có hiếu đó là sai đó là sự lừa dối phải có hiếu lúc cha mẹ còn sống thì mình mới làm được cho cha mẹ điều này điều kia khi cha mẹ đã chết rồi những cái củ cúng đó không ít lợi gì mà nó chỉ là sự lừa dối của satan và con người đi theo cái đó như là một tiêu chuẩn để thỏa mãn cho những người xung quanh thấy là mình có hiếu rồi cái điểm thứ hai lời muốn nói nữa đó là gì Là rất là buồn và cầu nguyện cho những người ở trong hoàn cảnh này. Đó là tin Chúa nhưng mà người cha người mẹ không tin Chúa. Rồi vì cớ nghe lời cha mẹ bởi vì nói rằng bây giờ con phải nghe lời cha mẹ, bỏ nhà thờ, không đi và rồi chối bỏ đức tin luôn. Như vậy thì xét cái người đó đúng hay sai? Đối với tiêu chuẩn ở ngoài đời, nghe lời cha mẹ là đúng. Nhưng đối với tiêu chuẩn của Chúa là sai bởi vì phải vâng theo lời của Chúa, thờ phượng Chúa trước hết. Và chỉ có những người tin Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình, trung tín giữ đức tin thì mới được cứu. Cho nên vâng theo lời cha mẹ ở trong câu Kinh Thánh chúng ta đọc đó là gì? Hỡi kể làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa. Hãy nhớ trong Chúa. Người cha, người mẹ đừng có lấy cái câu này đó rằng Chúa bảo là phải nghe lời cha mẹ cho nên con phải thế này thế kia. Mà mình đang muốn con của mình làm sai với lời của Chúa không được. Trước hết chúng ta là cha là mẹ chúng ta phải vâng theo Chúa. Đi trong đường lối của Chúa và những gì chúng ta muốn con của mình làm theo cũng phải là vâng theo ở trong Chúa. Là biết được có người kêu con của mình làm những cái chuyện rất là sai trật. Đánh người khác, thậm chí muốn cướp mạng của người khác, nhục mạng người khác lại hỏi sao anh lại làm như vậy sao chị lại làm như vậy phải có hiếu với cha mẹ chứ là mẹ tôi kêu mà là cha tôi kêu mà rồi làm những cái việc kinh khủng như vậy chú không muốn đó là chuyện có thật như của chú anh chị em chuyện có thật lại rất đau lòng phải cầu nguyện nhiều cho anh em bởi vì những anh chị em của chúng ta vẫn đi nhà thờ nhưng vẫn chưa được biến đổi gì hết vì cớ nói rằng mẹ tôi mà không vâng lời mẹ tôi sao được mà kêu chết là phải chết chúng ta nhớ ở ngoài có cái câu mà lại hay nhắc đó quân sử thần tử thần bất tử bất trung phụ sử tử vong tử bất vong bất hiếu có nghĩa là gì người ta đưa tiêu chuẩn là vua kêu làm gì là phải làm nếu không là bất trung mà cha mẹ kêu chết là cũng phải chết vì nếu không là bất hiếu nhưng vậy thì cha mẹ kêu mình chết mà chết vì cớ bỏ chúa bị hư mất thì mình có quan theo không? cho nên xin hãy cầu nguyện để chúa cho chúng ta là người cha người mẹ thì chúng ta phải đi trong đường lối của chúa và giúp cho con của mình giữ cái chữ hiếu vì cớ mình dạy con của mình ở trong chúa chúng phải ép con mình đi sai rồi xin cầu nguyện cho những người cha người mẹ không có Chúa họ đang ở trong sự lừa dối, lầm lạc là con của Chúa đó. Chúng ta vẫn tôn kính cha mẹ có nghĩa là gì? Không có bất kính, không có hỗn hào. Nhưng không phải cha mẹ không có Chúa rồi kêu mình làm rồi mình làm mà mình nói rằng tại đó là cha mẹ tôi rồi mình lại làm, thậm chí có những người làm hại đến công việc nhà của Chúa, làm hại đến những người con dân của Chúa trong sự bắt bớ, trong sự đánh đập mà đi nói là vì cớ mẹ tôi kêu xin hãy cầu nguyện xin hãy cầu nguyện để chúa giúp cho những người đó và chúa giúp cho chính mình chúng ta dạ chúng ta hãy bước vào trong cái lời cầu nguyện những gì lời tâm sự sáng nay hoàn toàn có thật và lại rất là buồn cho những anh em chúng ta ở trong những hoàn cảnh như vậy buồn lắm và xin chúa giúp mà thôi lời cầu nguyện của bài học đó là kính lạy Chúa. Con tạ ơn Chúa đã tạo dựng con và ban cho con được có cha mẹ nuôi dạy con. Hầu xin, cầu xin Chúa cho con bày tỏ lòng kính sợ Chúa và nếp sống tôn kính cha mẹ. Xin Chúa thêm cho con lòng yêu thương, kiên nhẫn và tài chánh để giúp đỡ cha mẹ con. Những danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Cũng rất là buồn là có những người con vì cớ gia tài là cũng biết có những người ngay cả ở trong Chúa luôn. Vì cớ gia tài Đấu đá sâu xé nhau Hại cha mẹ luôn Mặc dù ở trong nhà của Chúa Thì y như là một người Làm gương lắm vậy Rất buồn Lại nhìn thấy rất buồn Và hôm nay bị cớ ở khía cảnh này thôi Cho nên chúng ta lại nói ở trong vận khía cảnh này Và mong rằng Chúa giúp cho Để rồi ai ở trong hoàn cảnh nào Là của Chúa đụng chạm đến Và thay đổi Xin bác cùng cầu nguyện Thưa Chúa con biết ở trong những cái lĩnh vực khác trong cuộc sống chính mình con cũng như nhiều anh chị em con cũng phạm lỗi cũng đi sai như hôm nay chúng con đang học ở trong khía cạnh văn phục cha mẹ có hiếu với cha mẹ thì chú ơi cũng mỗi nhà một cảnh mỗi người một cái câu chuyện khác nhau nhưng lời của chú dạy chúng con giống nhau xin chú giúp để rồi chúng con ngày hôm nay được chúa đụng chạm đến tấm lòng và Chúa ơi có những anh chị em con ở trong hoàn cảnh khó Hoặc là đang bị lừa dối mà không biết Và cũng không nghe bài học này nữa Con vẫn cầu nguyện cho họ Xin Chúa đến thăm viếng và dạy họ, nhắc nhở họ Con tạ ơn Chúa và con cầu nguyện Nhân danh Chúa Giêsu Christ Amen Cảm ơn Chúa, cảm ơn cô chú anh chị em đã cùng học với lợi Bài học hơi dài một chút xíu Mong cô chú anh chị em thông cảm Dạ, yeah. xin kính chào tạm biệt cô chú anh chị em